Hello, xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay á, tự nhiên hồi chết chưa, trời âm u à, tưởng đâu mưa không mà ai ngờ tuyết, tự nhiên mới đợt á, tuyết quá trời rơi luôn bà cô chú ơi. Hôm nay Kiều với anh Huynh sẽ ăn thịt nướng, thịt này thịt cổ nè bà cô chú, gói với gai cải xà lách nè, kim chi, đậu tương với ớt. Mời mọi người ăn chung nhé, hai vợ chồng Kiều nha, xin mời mọi người. Bắt cây nướng qua giờ đi xong có sao cô mà sợ gặp thật. Ở ngoài chợ tiết gơi mình ăn thịt nướng. Đúng chú nhỉ cả chị. Ta thân ngồi ngoài chị. Kiều thì sẽ uống nước trái cây cho anh Huy uống mặt cô ly rượu nếp Hàn Quốc. Ăn thịt nướng mà không có rượu nếp thì uống quá. Này Kiều mà không bị cảm uống ly nữa cho nó tươi. Mời đi đến. Anh bỏ nấm kim châm vô. Nấm kim châm ngon đúng không? Nấm kim châm ngon. Wow, mà thịt tạc. Bỏ miếng kim chi vô ngon lắm. Thịt tạc. Tiếp tục ngon. Wow, chín rồi, ăn thôi. Ăn đi. Em ăn đi. Ơ lộn, anh ăn đi. Thơm quá. Thơm nè. Thịt nướng này phải có lá mè ăn mới ngon nè. Mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Chị cũng xin mời mọi người là ăn. Xin mời mọi người. Bỏ miếng thịt nướng vô. Wow, nấm kim chi ngon lắm luôn. Kim chi. Kim chi nướng này ngon nè. Bỏ miếng đậu tương vô. Miếng ớt. Ngon quá, lâu lâu ăn là ngon ghê. Cả cùng một con master. Kiều phải ăn kim chi chua. Không biết đậu tương vô. Cái này ăn thịt nướng nhiều người ăn với tỏi, tỏi sống á, bỏ một chút. Bỏ vô nướng chung luôn. Cả cơm salam tươi đi tô ma nừ. Bán được không? Ăn mới maso. Ông thôi chuẩn bị một tên. Ngon quá. Maso. Chút maso. Dạ. Cần thiết. Cắt không có con maso. Wow, ớt cay á, nghe vô chút xíu nha. Cái này phải ở ngoài sân á, mà có cái liều che á, chở tiết gơ gì nè, cái nướng thịt ăn chở nó ngon. Bạc kê, chân chay xương nó, nuôn to đó hồi nuôn xong rồi xong rồi chừng chờ mà xương. Không có chua hơn đấy. Chua túc
옷 입어도 되지. 따뜻하게 하고 따뜻하게. 어 맞아. 그 ở ngoài lạnh mà mình bạn áo ấm vô á, trời ăn ở ngoài nó ngon. 그럼 나중에 유황차 먹게. 진짜 있으면. 아니. 따라가야지. 따라가야지. 꼭 따라가야지. 뭐? 맛있네. 맛있어. 어. 진짜. 먹어. Anh Hương á, ở ngoài lạnh lắm em ơi. Thì nói mai mốt vậy kiểu nướng mình ơi, thì quay mình ơi. Ở ngoài trời lạnh tiết rơi đẹp, ăn thịt nướng mới ngon. Xong anh Hương nói anh phải đi theo thôi. Ồ bà tá ra hẹp thì là của cái nấm chân chân thì ngon nè. Cái chảo này lửa hơi hơi nó cũng nóng nữa. Nên nó, cái nấm này nó nhanh chín dữ lắm luôn. Ngon. Thường thường nướng thịt nướng này ăn với nấm đùi gà mà kiểu thử nó nướng với nấm kim châm á, trời nó ngon, nó cũng hợp lắm luôn á. Này anh ăn thịt không với lại kim chi nữa à? Xào này kim chi bỏ vô nướng cũng ngon, mà cái kim chi từ phái là ăn cái kim chi chua gì nè đã. Con bò nó chít à. Ngon hả? Ngon. Ngon. Má ăn ăn đi. Má. Và cô chú cái cô chú mà bán nhà cho hai vợ chồng Kiều á, giờ đang xây cái nhà ở trên kia kìa. Đi gần xe tà đi bộ là khoảng chừng 5 phút à. Xây cái nhà cũng đẹp lắm mà cái kiểu cũng giống giống như cái nhà của Kiều đang ở như vậy nè, nhưng mà to hơn. Nghe dắt chưa Kiều với anh Huân có đi lên chảnh mà lấy phân về á. Tại vì á, mỗi nhà ở nông thôn á, mỗi nhà nào mà có đất á là có chậm này kia là đăng ký ở trên cục quản lý á, rồi xong rồi người ta sẽ chở phân tới nhà cho mình. Xong cái chú kêu á là để chú chở chung cho hai đứa luôn, rồi xong để trên kia kìa, rồi Kiều với anh Huân đi lên chảnh thanh toán tiền. Giống như là nếu mà mình đăng ký ở nông thôn như vậy á, đăng ký ở cục ở huyện như vậy á, nếu mà mình có đất á, mình đăng ký á, mua phân mua bón mua này kia nó sẽ rẻ hơn là những người mà bình thường đó như vậy đó. Xong cái Kiều với anh Huân mới đi lên chảnh nặng trả tiền thanh toán tiền này nọ rồi đó. Xong cái Kiều mới đi coi nhà luôn, coi cái nhà mà cô chú đang cắt á. Xong nha, Kiều á giống như là
có linh cảm, có cảm giác hay sao á. Kiều mà đi vô cái nhà nào ha, cảm giác mà thoải mái bình yên ha, là cái nhà đó là tốt nha, nhà ấm áp này kia, không có cảm giác ớn lạnh gì ha. Mà đi vô cái nhà nào mà tự nhiên cái nó gùng mình lên ha, cái ốc nó giỡn cục cục lên ha, là nhà đó có vấn đề đó. Giống như là lúc trước á, Kiều đi coi nhà vậy đó, anh Huân đánh tin lắm nha. Kiều mà đi coi nhà, nhà nào mà Kiều chọn á, là chọn mua là anh sẽ mua nha. Mà cái nhà nào mà Kiều nói nhìn đẹp thiệt nha, mà đi vô nhà xong cái nó nó không cảm giác như không có an toàn á, bà cô chú, rồi xong cái ốc nó giỡn lên gì gì nè, là Kiều không có mua. Mà cái nhà này mới cắt nha, Kiều đi lên chảnh là mới cắt á, xong cái vừa đi vô nha, tự nhiên cái mình mẩy nó nổi ốc cục 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 chị nghệ, kỳ quá à. Cảm giác giống như là giống như là một con rồng hoang vậy đó, giống như là ở nhà đó là có một cái con rồng hoang vậy đó, rồi muốn thu phục nó là hơi bị khó á. Cái nhà đó thì mạnh lắm nha, giàu năng lượng lắm nha, kiểu cảm giác như vậy á, giàu năng lượng lắm, nhưng mà phải thu phục cái con rồng trong đó mới được. Cái xong cái chú mới kêu á, tự nhiên hình như chú biết hay chú nhìn mặt Kiều chú biết hay sao á, lúc trước cũng vậy nữa, mới gặp Kiều chú nói là nhìn Kiều á, chú mới bán cái nhà này á, cái người khác lại mua, tại vì nhà này đẹp mà người khác lại mua là chú không có bán nha, chú bán nhà chú chọn người á. Xong cái tự nhiên đi lên coi nhà, cái chú nói là Kiều ơi, bữa nào á chú coi ngày á, con lại con cầu nguyện giùm chú nghe. Nói thấy Kiều hết hồn hết trơn, sao chú biết gì trời. Ở cào bà ở là trường nãy anh biết đúng không? Đúng rồi. Anh Huân cũng ngồi kế bên anh biết đó nè, anh biết Kiều có cảm giác tốt hay sao. Chú đó biết Kiều có cảm giác tốt hay sao, cái rồi chú nói vậy đó. Chú cũng là dân ở trong nghề mà hay cắt nhà này nọ đó, chú là chú cắt cái nhà chung với thợ luôn đó, chứ không phải thợ cắt không đâu. Mới vô á là ở trên trần này ha, dán nguyên một cái miếng bùa chà bá lửa luôn nè. Kiều nhào vô là Kiều thấy liền, giống như là trước khi vô nhà là cái nhà đó giống như là cái gì ta, nó mạnh quá á. Cái Kiều cũng không biết diễn tả cái nguồn năng lượng đen hay sao, nó mạnh quá là phải dán cái miếng bùa ở trên trần vậy nè. Kiều vô Kiều thấy này, nói cái này giống như là mê tín vậy chứ, nhưng mà không phải là mê tín nha bà cô chú. Nếu mà ai mà không có tin cái này á, chắc là nói Kiều nói xàm á. Kiều ông bà cô chú thông cảm cho Kiều nha. Gusnuku amitam hok si chu chu mi che saran de lo. Amida. Amida. Anh tin mà. Anh tin mà. Thôi ăn đi anh. Em nói ngồi anh khỏi ăn luôn. Chinh chú dễ kêu pha mụt mụt này. Chinh sợ. Anh Huân nói thú vị mà em. Anh Huân á, ảnh không có tin coi bói này kia nha. Mẹ chồng của Kiều cũng hay đi coi bói lắm á, đi coi bói này kia mà ảnh không có tin đâu. Nói vậy nó ảnh không có nghe đâu. Nhưng mà Kiều nói cái cảm giác của Kiều á, ảnh lấy tin, ngộ vậy đó. Có chút chưa? Yêu sẽ làm nổ chú ai cái tên này. Chúc ký à, nắm kim chi bán đi gọi chị. Không có chi. Mua cảm mận. Trùm mua cảm mận. Namkimchi 말고 다른 것은 먹잖아. 우리는 이거 먹어. 맞아. Anh Huân đó, người ta nướng thịt là người ta nướng bằng nắm thịt gà hoặc là nắm nắm gì mà tròn tròn không mà cô chú. Mà Kiều làm bằng cái nắm này anh Huân nó cũng ngon quá trời. Cái nhà nãy á Kiều tính quay cho ông bà cô chú coi rồi. Đang cắt nhưng mà rộng mà dài mà đẹp dữ lắm luôn. Mà cái trần nhà với lại các nhà gỗ á, giống như kiểu nhà Kiều đang ở vậy nè, đẹp lắm. Nhưng mà tự nhiên Kiều bước vô cái Kiều giỡn ngốc, cái Kiều hết tinh thần quay luôn. Ở đây chích qua hồi cô sẽ bên đây, cầm cho Kiều tập xanh nè, hay gà mua chích cơ sử. Ở đây, ổ bấy thôi, anh cà chí gà cho nè, cầm đây mua chích cơ sử.
thiệt là hồi nãy là tính quay lắm luôn rồi đó, nhưng mà tự nhiên cái giỏm ốc rồi cái tập trung vô nhìn cái nhà không cái kiểu hết hết quay được luôn, giống như là ông lên bà xuống hay sao á. Thôi mẹ, xin chào cái tên bà giảng cả. Alo chị. 힘들어. 그렇지? 감기 있을 때 어디 가면 힘들어. 맞아. 아. Xong thế. Đang bị hơi cảm cảm trong người á, xong dễ nằm quẹo hoàng này nè. Xong cái anh luôn đánh kêu là mai mốt mà bị bệnh bệnh là đừng có đi lại coi nhà nữa nghe. Bà bà mà này chinh chú cảm khi ạp hành đi cây diệt đi chơi khi chịp ba chi mạ là bồ. Ám đẹp ba chi mạ, ám đẹp ba chi mạ. Anh Hương nói không phải là đi coi nhà mà không được đi ra ngoài luôn. Chị bê mà nhìn sợ ám đẹp. Anh kêu ở trong nhà thôi đừng có đi ra ngoài luôn. Thì gần hết rồi mà xong đi ra ngoài cái ngồi cái nó giỡn giỡn ốc á, về nhà cái tự nhiên nó nằm ngửa ngang gì nè, giống như là bị mất năng lượng vậy đó. Mà xin thật. Chị biết rồi, bà xin mời em mở. Đi cà chị mà. Ngon quá. Ngon. Ảnh nó bệnh bệnh á, ở nhà á, làm cái gì ngon ngon ăn đi, đừng có đi ra ngoài, nó muốn đi đâu luôn á. Xong cái tự nhiên cái nhà đang cắt gì đó, mà chú nói á, mười mốt nhà này là của Kiều nè nha, của Chinh Chu nè nè, trời hết hồn chưa. À ta tâm cho kia Chinh Chu cặp chi cả lâu. Trời ơi, cắt lên rồi muốn bán cho Kiều nữa hay sao á mà nói vậy đó. Cái nhíp thì sơ mi chị chan á sợ. Hồi đó ít có ăn lá mè lắm, bây giờ mà ăn thịt nướng mà không có lá mè là giống như thiếu thiếu cái gì á. Vậy ít xem. À chứ chúng ta chan sẽ là yêu bột gì. Ừ. Nếu như bê tên sẽ làm tôi một con. Thì trên này xin chú ý cái nhíp ẩm một rồi. Cứ thể giữ chung này xong cột xanh cái nhíp bột xôm em một mùa. Ừ. Chút kìa. Khứng một chút. Chẳng ăn một chút tại nhà khứng một chút. Rồi đó em ăn lúc trước á, em ăn thịt nướng á, không có lá mè này, không có ăn lá mè. Nhưng mà bây giờ không có lá mè là một mùa rồi. Là không ăn được. Ngon. Lá mè mùi nó thơm, nó đậm đà sao á, ăn kia nó không chua như cả. Hơi xài sợ. Chính chú ý kì một chút. Cái nhíp mạnh tôi đưa hai mươi em xe xong cục xanh nữa thì chứ. Ở công ty kiểu mà làm lá mè này nè, kiểu cắt lá mè ra đặng kiểu đóng thùng á, cái mùi lá mè tươi nó bay lỗ mũi gì nè, trời ơi muốn ăn thịt nướng ghê luôn. Cái mùi nó đặc trưng nó sợ luôn. Không phải, đi ra sẽ chơi chơi nhưng mà. Ngọt hơn sang hẳn á. Hứa sang, cho em tươi cũng băng quạt xin đi ra. Ý lúc này hai mắt sợ chân nào. Anh dùng dở lên nè. Wow, hành cái tình nhất hấp, ổn đứa kìa. Chị thân ngọt tê. Ồ, ngọt hơn sơ. Ủ đi nhịp cái hai mươi hai học sơ. Ở nhà mình ăn có mấy lá à, nên nó không có cái mùi. Nhưng mà ở công ty á, nguyên một thùng như vậy nè. Em mở ra là cái mùi nó đập vô lỗ mũi á, trời ơi cái mùi nó thơm dữ lắm luôn. Trời ơi, trời ơi. Nên á là muốn ăn cái thịt nướng này nè, một con xịt tấm. Ừ, mà chưa. Ừ, chắc ngăn là gì không bằng. Anh hiểu không? Anh chịu. Anh hiểu. Anh hiểu không? Anh chịu. Yeah. À, có cô với có chị á. À, có cô chú anh chị á, nói anh Huỳnh á là thông minh, à, nói tiếng Việt á là nhanh hiểu, kêu á nó kêu nói tiếng Việt với anh Huỳnh nhiều nhiều vô, nên á bây giờ á nói chuyện bình thường kêu cũng tập nói tiếng Việt cho anh, ảnh nghe biết ảnh hiểu thiệt á ông bà cô chú, những mấy cái từ đơn giản mình nói từ tiếng thì ảnh sẽ hiểu từ tiếng nha, nhưng mà kêu sẽ nói nguyên một cái câu giống như là kiểu đang nói chuyện với ông bà cô chú vậy nè, cho ảnh hiểu từ từ chứ mình nói từng tiếng vậy đúng là thịt nướng
nắm. Nói vậy thì từ tiếng viết ảnh cũng thành có thói quen, ảnh hiểu có từ tiếng gì đó. Kiều Kiều nói nguyên câu, mai mốt anh sẽ hiểu nguyên câu. Giống như là Kiều mới đến Hàn Quốc này nè, cũng vậy thôi à. Nói từng tiếng á, thì mình hiểu theo từng tiếng viết rồi thành thói quen là chỉ hiểu được tiếng thôi. Giống như là phật là cơm nè, cookie là thịt nè, bô sột là nấm nè. Ai mà nói từng tiếng thì hiểu, mà nói nguyên một câu là phật một cô yo anh em ổ nương ổ nương phật một cô xăm cốc san hào cú bao sột hào cú kim chi hào cú gì kia cứ đưa cô xăm chăng một cái sợi. Nếu mà nói nguyên một câu thì vậy là kiểu không có hiểu đâu. Mình nghe viết á, mình nghe viết nguyên câu á là mình hiểu rồi, trong nguyên câu dài thọ vậy thôi, chứ mình chỉ cần hiểu mấy cái từ chính là mình hiểu nguyên câu à. Nên Kiều sẽ áp dụng với cái này, nói tiếng Việt với anh Hun là nói nguyên câu thì viết cho ảnh thành thói quen, mà nói từng từ viết cũng thành thói quen. Chín chu kim lâm dễ khi hành đề ở ba y hàn suy sờ nên chín chu hành cái xích hành cái xích anh em pop cookie đóng như là cơm thịt cái yêu ở ba tôi ít xúc hè được chưa cảnh chân á cả cơm hiếu tay phone này sờ anh em chín chu youtube ba nên đẹp bên thứ năm sao ba mãn hình đề ở ba y hàn chân à. Kiểu coi lâu lâu kiểu coi ở trên điện thoại á, mà cô chú gọi tiếng Việt Nam nói ra xong coi kiểu coi hài này kia xong cái nói cái ảnh nghe anh hiểu, mà cô chú nói trời ơi nói cái gì vậy. Ảnh nghe anh hiểu nghe trời đó, em nhiều chuyện nó hoa năng đi chị Opa một cô nghe cái hôm nay Opa một cục tập thần bao nhiêu vậy mắt thì mắt nhá đó. Lâu lâu cái ở nhà Kiều mấy nói từ mấy cái từ đơn giản nha là anh Hun hiểu hết trơn luôn á, nói viết cho anh quen. Chứ 11 mà nếu mà có em bé xong cái nói với em bé mà tiếng Việt không anh nghe cái bên ảnh ồn, nên ảnh nói là nói tiếng Việt cho ảnh quen đi, để 11 mà có con em nói tiếng Việt á anh cũng muốn nghe luôn, anh nói vậy đó. Thì Kiều xin tạm dừng cái video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều nha. Nếu mà mọi người yêu thích kênh á, xin hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Kiều với anh Hun nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn xin chào mọi người. Bye bye.